ai có thể ngờ những loài sinh vật kỳ lạ này sẽ sống cùng loài người trên trái đất trong tương lai. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa ra danh sách những loài sinh vật có thể sẽ đội trời chung với chúng ta trong vài nghìn năm tới. Chắc chắn bạn sẽ không khỏi kinh ngạc khi thấy hình dạng kỳ lạ của chúng. Dưới đây là thứ tự các loài sinh vật kỳ dị. Ở vị trí số 1, rơi chân dài. Rơi chân dài là loài rơi được dự đoán sẽ hạ thế ở trái đất trong tương lai có tên khoa học là Manambulus perhoridus. Loài rơi này có hình dạng khá kỳ dị với đôi chân dài to, phần cánh dường như sẽ ít còn hoạt động như trước và có cơ chế định vị kỳ ảo hơn, tai, mũi có thể bị tê liệt. Ở vị trí số 2, Necropteryx. Necropteryx là sinh vật có hình dạng kỳ lạ này được gọi với cái tên Necropteryx là sự kết hợp của các loài chim, chim diều và kền kền. Chúng sở hữu chiếc mỏ khá lớn do có nhiệm vụ cắn vỡ xương trong quá trình ăn xương người chết. Necropteryx không có cánh nên chúng đi bộ. Để tìm kiếm thức ăn, chúng có thể xa tới 10 km mỗi ngày. Đặc biệt, Necropteryx đẻ trứng trên xác động vật rồi sau đó chúng coi đó là tổ của mình. Ở vị trí số 3, chuột đuôi ô. Trải qua quá trình tiến hóa, sau vài nghìn năm loài chuột ô sẽ xuất hiện trên trái đất, cụ thể là khu vực Bắc Mỹ. Chúng là những con thú đầu tiên sử dụng đuôi để cân bằng. Thức ăn của loài chuột này là côn trùng và chúng sử dụng phần chân để dậm nhảy bắt con mồi trong không khí. Ở vị trí số 4, quỷ nhảy nhót Dimorphotandus. Loài sinh vật có bề ngoài quái dị với khuôn mặt và thân hình của chuột, đôi tai dài như rơi, đôi chân dài và khỏe như của chuột túi này được gọi là quỷ nhảy nhót Dimorphotandus. Với đặc điểm cơ thể như vậy, chúng đích thị là một kẻ săn mồi trên sa mạc. Chúng sử dụng đôi chân dài để nhảy lò cò như chuột túi, vượt qua những khoảng cách xa trong sa mạc. Ở vị trí số 5, mối terabyte. Loài côn trùng mới tàu xuất hiện trong tương lai này có thể hạ gục con mồi bởi hệ thống vũ khí sử dụng hóa chất cực mạnh. Thức ăn của chúng là tàu. Ở vị trí số 6, quokka. Quokka là một sinh vật khổng lồ có cấu tạo khá dị, không có chi trước, chi sau dài, cổ dài gần tương đương chân giúp cân bằng trọng lực. Thức ăn của chúng là cỏ và chúng sống chủ yếu ở đồng cỏ Nam Mỹ,